Chúc Anh Hảo đang là một cây tùng Đài Loan, một cây tùng Đài Loan trái ha, rất là đẹp. Cây này có mã số là DL20 với chiều cao của cây là 88 cm, tàn ngang là 135 và chiều rộng của cây là 99 cm. Cái phần gốc mình đo ở sát dưới mặt đất nó là 39 cm.